nên phái Yêu Cơ xâm hạ Vũ, đánh ngầm cấu kết với thái giám Hồ Công Công đương triều, tàn sát trung lưu, gây đau khổ cho bách tính, âm mưu làm tan rã xã tắc Đại Đường. Xe ngang một chút, hai người đang làm gì vậy? Lý Nguyên Phương, có phải đầu huynh cài sẵn đồng hồ không vậy? Sớm không đến, muộn không đến, cứ đến vào lúc này. Nữ thần và nữ hán tử đúng là chỉ cách nhau một đường. Huynh dám nói lại, nói lại, nói lại, nói lại xem. Muội, được rồi, được rồi. Hai người có muốn đi cùng không? Ai muốn đi câu cá với huynh chứ? Bên đó là gì vậy? Tao qua đó xem sao. Thế nào? Sư phụ, Đồ Nhi đã đả thông kinh mạch của đứa trẻ này. Có lẽ vài canh giờ sau sẽ tỉnh dậy. Đứa bé không những bị chìm trong nước mà còn bị trúng độc. Đồ đệ đoán có lẽ đã có người tẩm độc vào nguồn nước. Hơn nữa loại độc này rất mạnh, không giống xuất xứ ở Trung Nguyên chúng ta. Xem ra kinh thành sắp xảy ra chuyện lớn rồi.
Hồ Công Công, quả nhiên là ông muốn giết chúng ta. Ông cấu kết với yêu nữ Đông Dương, mê hoặc hoàng thượng, ý đồ tạo phản, không sợ bị bại lộ sao? Trời đất sáng tỏ, tà không ác chính. Văn võ bá quan nhiều như vậy, ông có thể tàn sát hết được sao? Thừa tướng, xem lời của ông nói kìa. Chúng ta làm quan cùng triều nhiều năm như vậy, làm sao ta nỡ giết các ông được? Nhưng hoàng thượng đã đích thân hạ chỉ muốn lấy mạng các ông, ta cũng hết cách. Ta chỉ phụng mệnh hành sự, ông không thể trách ta được. Ta khinh. Kỳ thuật Đông Doanh lợi hại như vậy, bây giờ hoàng đế đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của chúng ta. Vậy còn chuyện ta giao ngài làm thì sao? Một tên cũng không còn, đã tiện hết tất cả xuống điện Diêm Vương rồi. Tốt, cứ như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ được thực hiện dễ dàng hơn nhiều. Vậy sư phụ, sư phụ, đây là hai con xem. Lớn tuổi rồi, pháp luật nói không linh thì là không linh. Có thể thấy hình như hoàng thượng đã bị thế lực tà ác nào đó thao túng. Không sai, có kẻ thao túng hoàng thượng, ý đồ mưu phản. A Kiệt, con ở đảo Lưu Ly cũng lâu rồi, võ học, y thuật đều được ta chân truyền, đã đến lúc dùng đến rồi. Sư phụ, con cũng muốn đi. Con nhất định phải tìm được người trong tranh. Sư phụ, người vào trong đi. Đời người hiểm ác, các con phải hết sức cẩn thận.
thành to quá, thật là phồn hoa. Một cái kinh thành đã to như thế, chẳng trách mọi người đều muốn ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới. Đẹp quá. Để đại ca, huynh nhìn kìa. Đáng yêu không? Để đại ca, muội muốn cái này. Ông chủ, bao nhiêu tiền vậy? 2 quan tiền. Để đại ca, đi thôi. Quynh đi dạo phố cùng muội một lát nữa nhé. Nguyên Phương, để đưa muội ấy đi đi. Một canh giờ sau chúng ta gặp lại nhau tại cổng thành. Nhưng người ta muốn Quynh đi cùng muội. Ai đi cũng vậy cả mà. Đi thôi. Vậy muội đi nhé. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra hết. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra hết. Cứu mạng. Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư không sao chứ? Ta không sao. Còn không mau đa tạ Lan Quân. Đa tạ. Tiểu thư, tiểu thư. Này, chẳng phải Quynh ấy ở bên kia sao? Địch đại ca. Địch đại ca. Địch đại ca. Địch đại ca à? Địch đại ca, Quynh đi đâu vậy? Bọn muội tìm Quynh cả buổi mà không thấy. Đi thôi. Mùi gì vậy? Mùi hương hoa anh đào rất nồng. Ả ta tinh thông tà thuật, khống chế suy nghĩ của con người, cả người toát ra mùi hương hoa anh đào. Nguyên Phương, để đưa Uyển Nhi đi tìm một khách điếm tá túc trước đi. Cho đi một lát rồi về. Quynh, để đại ca, Quynh đi đâu vậy?
kỹ thuật đông doanh gì đó, cái gì cũng tốt. Chỉ có điều là loại dầu được chưng cất từ xác người này thật là khó nuốt. Thứ này gọi là tinh thần long mã. Ngài nói xem, có đáng hay không? Vậy thì đúng. Vậy thì hãy để chúng ta được khoái lạc như thần tiên. Còn vài ngày nữa sẽ hoàn thành. Bây giờ hoàng đế đang ở trong tay của chúng ta. Chúng ta có thể lập tức chiến thắng. Như vậy đại quân của Đông Doanh chẳng phải sẽ có thể trực tiếp tấn công đến đây sao? Đông Doanh bọn ta chỉ là một đảo quốc nhỏ bé, chỉ dựa vào quân lực thì không thể đối kháng được với đại quân Trung Nguyên. Hoàng đế cuối cùng rồi cũng phải chết, nhưng không phải bây giờ. Chúng ta phải mượn tay hắn loại trừ người Lâm quân bảo vệ kinh thành, khiến trong thành rối loạn không yên. Khi đó rồng không đầu mới là thời cơ tốt để quân ta tiến vào. Hôm nay Quỳnh đã nhìn thấy người phụ nữ Đông Doanh trong bức tranh. Nếu như Quỳnh đoán không sai, có lẽ chính ả đang sử dụng tà thuật thao túng hoàng thượng. Vậy chúng ta cứ thẳng tay bắt ả là xong rồi. Không được, chuyện này e là không đơn giản như vậy. Bây giờ xem ra Hồ Công Công đó có lẽ dính líu ở bên trong. Chúng ta vẫn nên khoan hẳn đã thảo kinh xà. Thế này đi, Quỳnh sẽ vào hoàng cung một chuyến. Vậy để đi cùng Quỳnh. Muội cũng muốn đi. Người đông mục tiêu quá lớn, hai người ở đây chờ Quỳnh là được rồi. Hồ Công Công này đón hoàng thượng đến phủ riêng của ông ta. Lần này Quỳnh đệ chúng ta được thoải mái nhiều rồi. Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, cẩn thận Hồ Công Công cắt lưỡi lấy mạng Quỳnh đó. Đừng có nói bậy. Hồ Công Công đã đón hoàng thượng đến phủ riêng của ông ta. Xem ra còn rất nhiều người còn chưa biết. Quỳnh rất lo lắng cho an nguy của hoàng thượng. Quỳnh muốn đi Hồ Phủ một chuyến, tìm hiểu tâm tích của hoàng thượng. Đệ đại ca, Quỳnh phải chú ý an toàn. Nàng đã nghiên cứu đọc xong rồi, muốn làm thế nào? Nàng muốn hạ độc vào nguồn nước. Hương hoa anh đào. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Lục soát thật kỹ cho ta. Đào ba tấc đất cũng phải tìm ra hắn.
Quan gia, có chuyện gì xảy ra vậy? Tối nay kẻ trộm đột nhập vào phủ, bọn ta đang truy tìm hắn. Cô nương, là tại hạ, đừng sợ. Tiểu thư đang ở trong phòng phải không? Các người đi nơi khác lục soát đi. Vì an toàn của tiểu thư, chúng thuộc hạ nhất định phải vào trong lục soát. Này quan gia, toàn bộ trên dưới phủ đều đã lục soát, chỉ còn gian phòng này thôi. Này quan gia, không thể làm phiền tiểu thư. Đã nói các người là đi nơi khác lục soát mà. Tiểu thư đã nói rồi, các vị hãy đi đi. Được rồi, đến nơi khác lục soát. Sao huynh lại ở đây? Sao cô nương lại ở đây? Cô nương, bây giờ tại hạ có việc, đã đắc tội rồi, có chuyện gì sau này nói. Nàng nói đã gặp qua hắn ta? Phải. Hôm đó hắn đã theo dõi ta đến đây. Ra vậy, người này nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn ta đến đây rốt cuộc có ý đồ gì? Nàng hãy vẽ lại tướng mạo hắn ta. Ta sẽ căn dặn thuộc hạ, cho dù có đào ba tấc đất cũng phải tìm được hắn. Một khi tìm thấy, giết chết không luận tội. Thuốc độc, tình thế cấp bách nên không thể thám thính thêm nhiều thông tin nữa. Đệ không hiểu, vị hồ công công này đức cao vọng trọng, tại sao phải cấu kết với người phụ nữ Đông Doanh đó chứ? Sư phụ từng nói, người phụ nữ Đông Doanh này giỏi dùng tà thuật khống chế lòng người. Đúng rồi, ở hồ phủ huynh bắt gặp một vị cô nương trẻ tuổi. Không biết cô nương ấy và hồ công công có mối quan hệ gì? Nữ nhân sống chung với tên hồ công công đó thì có thể có gì tốt chứ? Nhưng mà các người đi nơi khác lục soát đi. Huynh cảm thấy cô nương ấy không giống người xấu, chính là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ở hồ phủ còn có thể có người tốt lành gì sao? Đệ cũng cảm thấy vậy. Tại sao chúng ta không đi báo quan tố giác bọn chúng chứ? Tố giác thế nào đây? Nó không chừng hoàng thượng đang ở trong tay bọn họ. Hơn nữa với tình hình ở kinh thành, trong triều có nhiều đại thần bị sát hại như vậy, đi báo quan ai sẽ làm chủ đây? Trước mắt huynh thấy quan trọng nhất chính là tìm được hoàng thượng đang ở đâu, bảo vệ cho sự an nguy của người. Vậy rốt cuộc phải làm sao đây? Thật là nhiều thức ăn ngon. Khách quan, đây là bánh bao mà ngài muốn. Đề đại ca, ăn cái này đi. Thank you.
Uyển Nhi, nói ai sai các ngươi đến? Nguyên Phương, để lại chăm sóc cho Uyển Nhi. Huynh còn phải đi thăm dò nơi người đông doanh điều chế thuốc độc. Chuyện này vô cùng cấp bách, không thì sẽ có nhiều người bị đầu độc. Địch đại ca, Huynh đi đi. Muội không sao đâu. Bỏ đi, hay là để đệ đi cho. Huynh ở đây chăm sóc tốt cho Uyển Nhi. Võ công đệ tuy không mạnh bằng Huynh, nhưng bản lĩnh đi thăm dò tuyệt đối không thua kém. Sau khi xong việc chúng ta hội hợp ở đây. Được, để biết A-ta không? Để còn nhớ hình vẽ sư phụ đưa đệ xem. Phải thật cẩn thận. Giáo chủ, giáo chủ, tiến triển thế nào rồi? Bây giờ đang phơi nắng, đợi phấn động hơi khô thì có thể tiến hành bước cuối cùng rồi. Rất tốt. Đêm dài lắm mộng, đẩy nhanh tốc độ đi. Thuộc hạ hiểu. Địch đại ca, có phải muội sẽ chết không? Uyển Nhi, ta đã hút hết phần lớn chất độc ra ngoài cho muội rồi. Trong nửa canh giờ sẽ không có việc gì đâu. Muội chờ ta, ta sẽ đi tìm thuốc giải cho muội. Không, muội muốn Quỳnh ở bên cạnh muội. Muội muốn được chết trong lòng Quỳnh. Cô gái ngốc, không được phép nói bậy. Muội quên lời thề chúng ta từng hứa rồi sao? Trên đời này, Địch Nhân Kiệt muốn cưới Nhạc Uyển Nhi làm vợ. Trên trời nguyện làm chim liền cánh, như hình dưới bóng. Dưới đất, nguyện làm canh liền cành, mãi mãi không rời xa. Chờ Quynh nhé. Quynh đi tìm thuốc giải cho muội. Nhưng Quynh muốn đi đâu tìm?
Cô nương là tại hạ. Sự tình cấp bách, tại hạ có chuyện nhờ cô. Cô nương, tại hạ có chuyện nhờ cô. Xin cứ nói. Có người bị trúng độc Đông Doanh, không biết cô nương có thuốc giải không? Ta có thể thử một lần. Đây là mạng đà la đen. Huynh cũng hiểu y học sao? Vì ta có việc khẩn cấp, xuất môn vội vàng, không thể điều chế thuốc giải. Huynh chờ một chút, ta bốc thuốc cho huynh. Làm phiền rồi. Bán hạ một vị, kỳ hoa một vị, cửu hương trùng một vị. Ta có một chuyện không rõ. Cô nương cứ hỏi. Tại sao Quynh đánh nhau với người Đông Doanh? Người Đông Doanh lén vào Trung Nguyên, dùng tà thuật hại độc bách tính, phía sau nhất định có âm mưu gì đó. Đúng rồi. Sao cô nương ở Hồ Phủ vậy? Ta tên Thiên Nhi. Đây là nhà của ta. Nhà của cô nương? Hồ Công Công đó là... Ông ấy là phụ thân ta. Phụ thân? Nhưng chẳng phải ông ấy là... Cha là sau khi mẹ mất mới tiến cung. Xong rồi. Cô nương, sự tình khẩn cấp, tại hạ cáo từ trước. Việc này sau này sẽ cảm tạ. Ta còn chưa biết quân tên là gì. Tại hạ Địch Nhân Kiệt. Nào nào nào, nhưng lúc còn nóng uống đi. Nào. Uống thêm tí nữa. Thế này là muội sẽ không chết rồi. Không được phép nói bậy. Đợi những chuyện này kết thúc, chúng ta quay về đảo Lưu Ly thành thân ngay. Huynh nói phải giữ lời. Uyển Nhi, thật sự ý nghĩ trong lòng Quynh muốn cưới muội làm nương tử vẫn chưa từng thay đổi. Hai người cứ tình tứ như vậy, có thể chú ý một chút đến cảm nhận của đệ hay không? Mọi người đều là huynh đệ tốt mà. Chúng ta nói đến việc chính đi. Nguyên Phương, đệ đi thăm dò có phát hiện gì không? Có. Đệ đã điều tra phủ Hồ Công Công, phát hiện ở đó có rất nhiều người Đông Doanh đang phơi bột trắng, chắc hẳn là đang chế độc. Bọn họ chế độc, nếu không phải là nhằm vào bách tính trong thành, thì là gì đối phó với các tướng sĩ giữ thành. Tối nay, Quynh sẽ đến Hồ Phủ thám thính tung tích của Hoàng Thượng. Vậy để đến chỗ đó, đập tan cái nơi điều chế độc.
Muội, hai người đi đi, muội biết chăm sóc tốt bản thân mình mà. Cây sáo ngọc này để lại cho muội, đợi huynh trở về. Nguyên Phương, chúng ta đi. Cô nương, là tại hạ. Tại hạ là địch Nhân Kiệt. Khi nào có duyên, khi nào mới có thể gặp lại đây? Thiên Nhi, Thiên Nhi, cha, nói cho cha nghe xem. Con gái đã lớn, có tâm sự rồi. Thường qua anh đại, địch lai, xem ra trên thế giới này thật sự vẫn còn có người không sợ chết. Địch lai, người đâu? Kéo ra ngoài cho chó ăn. Đợi đã. Cha, đừng mà. Giao hắn cho ta, ta tự có cách xử trí. Giải đi. Nói, tại sao lại đến đây? Ai phái người đến? Xem bộ mặt anh Tuấn này của người này, ta thật không nỡ dụng hình với người. Bằng không người xem thế này, chỉ cần người ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của ta, mấy món đồ chơi này tùy người chọn, muốn làm gì ta cũng được.
Đêm này tài chính là của ngươi. Được chứ? Thế nào? Được không? Chuyện đó cô lùi về sau một chút đi. Cô nghe ta nói. Được, ngươi nói đi. Thật ra từ khi gặp cô nương lần đầu tiên, ta cảm thấy cô nương rất xinh đẹp, dáng người cũng đẹp. Chỉ là mấy năm nay, thật ra ta vẫn luôn thích ta thích nam nhân. Thích nam nhân. Thích nam nhân sao? Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chờ người nửa canh giờ để suy nghĩ. Ta trở về tắm rửa. Đợi ngươi. Ta thích nam nhân. Làm đồ ăn ngon rồi à? Quên về rồi. Địch đại ca đâu? Vẫn còn chưa về. Vẫn còn chưa về sao? Vậy vết thương của muội thế nào rồi? Muội đừng quá lo lắng. Có thể lát nữa quỳnh ấy sẽ về thôi. Thiên Nhi, ta đi rồi, cô nương làm thế nào? Cha ta xem ta như hòn ngọc quý trên tay. Không sao đâu. Địch Lan, quên mau đi đi. Muốn chạy không dễ vậy đâu. Khổ nhục kế. Mau. Cha, cứu con. Thiên Nhi. Thiên Nhi, thả con gái ta ra. Cha, cứu con. Muốn chạy sao? Tiểu tử, địa lao còn có thể chạy thoát. Bản lĩnh người cũng lớn thật đó. Quá khen, quá khen.
Hắn trúng một chưởng của ta, giờ lại ngã xuống đồng. Dù không phải bị đánh chết, cũng bị ngã chết. Địch Lan, Địch Lan, không nhìn thấy gì thế này? Địch Lan, Địch Lan, sao tối thế này rồi mà còn chưa về? Thật khiến người khác lo lắng. Liệu có xảy ra chuyện gì không? Cuối cùng Quỳnh cũng tỉnh rồi. Cô nương là ai? Tại sao ta lại ở đây? Ta là Thiên Nhi. Thiên Nhi, Thiên Nhi, Thiên Nhi, Quỳnh không nhớ sao? Quỳnh nằm xuống trước đi. Ta chỉ nhớ ta tên Địch Nhân Kiệt, tại sao lại không nhớ ra những thứ gì khác chứ? Lúc ngã xuống đã đập đầu vào đá. Ta nghĩ Quỳnh là mất trí nhớ rồi. Lạnh quá, lạnh quá. Đến đây nào.
Chuyện đó Quỳnh nói trước đi. Cô Nương nói trước đi. Trời sáng rồi, chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây thôi. Ta đã nghỉ ngơi một đêm, thể lực cũng hồi phục. Chúng ta lên đường thôi. Nào. Địch đại ca, muội dậy rồi. Địch đại ca về chưa? Vẫn chưa. Muội ăn chút cháo trước đi. Muội phải đi tìm địch đại ca về. Mùi phải đi tìm địch đại ca. Mùi vẫn còn yếu, mùi chưa khỏe đâu. Cẩn thận. Địch Lan, cùng ta quay về trước. Ta kêu cho Quỳnh mấy thằng thuốc. Ta làm phiền cô nương rồi. Không biết tại sao phụ thân và người đồng bà đông doanh kia cứ nhất quyết muốn giết Quỳnh ấy. Có phải là cứ che giấu thân phận của mình tiếp hay không? Tiến trình thực hiện kế hoạch cần nhanh hơn. Chuyện xảy ra hai ngày nay khiến ta cảm thấy không yên lòng. Nàng nói quốc vương Đông Doanh giao mật hàm, lại nói gì vậy? Chủ công hỏi thăm tình hình thực hiện kế hoạch. Độc dược một khi được chế thành, lập tức hành động ngay. Thế này đi, ta phái mấy người qua đó. Cô nương, ta thật sự là bị chó sói rượt mới rơi xuống hang động sao? Nếu không thì sao? Nhưng ta cứ luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Mình không thể để Quỳnh ấy biết được chuyện phụ thân mình và Sâm Hạ Vũ một lòng muốn giết Quỳnh ấy. Có thể là Quỳnh ngã quá nặng, không nhớ gì cả thôi. Địch đại ca, địch Nhân Kiệt, cô nương biết tên của ta. Quỳnh. Này, Quỳnh động thủ với đệ sao? Không phải chứ. Quỳnh đi suốt đêm không về thì cũng thôi đi, nhưng cũng không thể ra ngoài thay đổi phụ nữ chứ. Quỳnh thế này có chút quá đáng rồi đó. Các người nhận nhầm người rồi. Địch Nhân Kiệt, Quỳnh nói cho muội biết, cô nương ấy là ai? Cô nương ấy tên Thiên Nhi. Sao vậy? Rốt cuộc Quỳnh làm sao vậy? Quỳnh là ai?
Đệ là ai ư? Không phải Quỳnh. Cô nương, im miệng. Ta với địch đại ca nói chuyện, ở đâu có chỗ cho cô nói chứ? Vị cô nương này, sao cô có thể nói năng như thế? Thiên Nhi, chúng ta đi thôi. Địch Nhân Kiệt, Quỳnh đứng lại cho muội. Cô nương này rốt cuộc là ai? Hôm nay Quỳnh phải nói rõ ràng cho muội. Chúng ta đi. Địch Nhân Kiệt, Uyển Nhi bị thương vẫn còn chưa lành đấy. Quỳnh như vậy có phải quá đáng lắm không? Cây sáo này mùi hãy giữ lấy, chờ Quỳnh quay về. Sư phụ, sao người lại đến đây? Có phải là nhớ con không? Ta có chuyện nói với các con. Sư phụ, tay con không sao chứ? Ta nói các con nghe, Định sư huynh của hai con xảy ra chuyện rồi. Nói như vậy địch đại ca bị mất trí nhớ rồi. Ta bất đắc dĩ rời khỏi đảo chính là vì chuyện này. Sư phụ, vậy người sẽ cùng chúng con đi ngăn cản âm mưu hiểm độc của kẻ xấu phải không? Sư phụ tuổi tác đã cao, pháp thuật nói không linh thì không linh nữa. Ta sợ liên lụy đến các con, đám trẻ các con. Sau này những chuyện lớn này phải dựa vào các con. Nghĩ gì vậy? Không có gì. Cô nương còn mua rượu à? Khi muội còn nhỏ, mẹ thường dẫn muội đến đây chơi.
Đáng tiếc bà ấy mất sớm. Phụ thân sau khi tiến cung, công vụ bận rộn, muội không có bạn bè. Vậy nên mỗi khi tâm trạng tốt hay tâm trạng không tốt, muội một mình đem theo bình rượu, ngồi đây ngắm phong cảnh từ đằng xa. Quên xem, những đám mây này giống như có thể hiểu được tâm trạng của muội. Ngoài tên ra, Quỳnh thật sự không nhớ gì hết sao? Muội không cần biết Quỳnh và cha trước đây xảy ra chuyện gì. Có lẽ Quỳnh không nhớ ra gì, biết đâu lại là chuyện tốt. Thuốc độc đã chế xong, chúng ta sắp có thể thành công rồi. Nàng đừng quên đã hứa với ta, để ta làm hoàng đế. Người ta ngay cả thân thể cũng là của ngài rồi. Ngài thật là tham lam. Mùi đến đưa Quỳnh ít đồ dùng sinh hoạt. Quỳnh nghỉ ngơi chút đi. Làm phiền rồi. Thiên Nhi, đa tạ đã cứu giúp. Muội hãy chờ, Quỳnh đi tìm thuốc giải cho muội. Không, muội muốn Quỳnh ở bên cạnh muội. Đợi vết thương muội lành, chúng ta về đảo Lưu Ly thành thân. Suy nghĩ gì vậy? Nhìn Quỳnh kìa, vết thương còn chưa khỏi, nên nghỉ ngơi nhiều mới đúng chứ.
Thiên Nhi, cô nương cứu mạng ta, ta không biết nên báo đáp cô nương như thế nào. Địch Lan, muội không cần quên báo đáp muội. Thiên Nhi tốt bụng như thế, mình nhất định phải nói cho cô nương ấy biết chân tướng. Muội chỉ muốn Quynh và muội ở bên nhau, mãi mãi không xa rời. Thiên Nhi, nghe ta nói. Không, nghe muội nói. Thiên Nhi từ nhỏ đã mất mẹ, bây giờ ngoài cha ra, Địch Lan là người muội thân thiết nhất. Thiên Nhi, muội vẫn chưa nói xong. Từ lần đầu tiên khi Thiên Nhi gặp Địch Lan, muội đã nhận định Quynh là người mà muội muốn lấy nhất. Thiên Nhi bằng lòng giống như bây giờ chăm sóc Quynh cả đời. Nhưng mà ta, không, kiếp này còn có kiếp sau nữa, Địch Lan mãi mãi không được phép rời xa Thiên Nhi. Công công tha mạng. Công công, tiểu nhân không dám nữa. Công công tha mạng. Dám phá hỏng chuyện lớn của ta, may mà ta đã sớm có chuẩn bị. Kẻ ra ngoài cho chó ăn. Công công, công công tha mạng. Công công. Cha, Thiên Nhi, Thiên Nhi, chẳng phải cha đã nói với con không cho con đến đây sao? Cha, cha sẽ không đối xử với Địch Lan giống như vừa mới nãy chứ. Quynh ấy mất trí nhớ rồi, Quynh ấy không còn nhớ gì hết. Địch Nhân Kiệt mất trí nhớ rồi sao? Cha, cha, nữ nhi có khi nào gạt người đâu chứ. Thiên Nhi, còn nữa, nữ nhi thật lòng thích Quynh ấy. Nếu cha muốn làm hại Quynh ấy, con sẽ hận cha cả đời. Không thì con thà cùng chết với Quynh ấy. Cha, nhưng
Nếu như ngươi dám lừa dối con gái ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi thịt nát xương tan. Địch Lai, đi thôi. Ngài nói tiểu tử đó mất trí nhớ, có đáng tin không? Thì Nhi trước giờ không có gạt ta. Ta thấy nó thật lòng thích tên tiểu tử đó rồi. Nàng nói nên làm thế nào đây? Ngài nói xem. Đệ đại ca, chúng ta nói chuyện riêng với nhau đi. Rốt cuộc cô nương là ai? Sao cứ cuốn lấy Địch Lan vậy? Địch Lan, cô nương dám gọi quân ấy là Địch Lan? Cô nói đi, rốt cuộc cô đã hạ thuốc gì với Địch đại ca? Cô có mục đích gì? Địch Lan, chúng ta đi. Đứng lại. Vị cô nương này, ta và Địch Lan sắp thành thân rồi. Mời cô nương tự trọng. Đệ đại ca, cô nói cho muội biết đi, những gì yêu nữ này nói là thật sao? Cô nương quay về đi, đừng làm lỡ chuyện lớn cô ta. Nếu đã là như vậy, cây sáo ngọc này cũng không cần để cho muội gìn giữ nữa rồi. Cây sáo ngọc này để lại cho muội, chờ huynh trở về. Muội quên lời thề chúng ta thề rồi sao? Cuộc đời này, Địch Nhân Kiệt muốn cưới Nhạc Uyển Nhi làm vợ, trên trời nguyện làm chim liền cánh, như hình giữ bóng, dưới đất nguyện làm cây liền cành, mãi không xa nhau. Vị cô nương này, ta và Địch Lan sắp thành thân rồi, xin cô nương tự trọng.
Rốt cuộc ngươi đã làm gì muội ấy? Có gì nhắm vào ta? Ngươi biết ta? Xem ra chuyện các ngươi biết quả thật không ít. Uyển Nhi, ngươi biết bản thân nên làm gì rồi chứ? Uyển Nhi, muội muốn làm gì? Uyển Nhi, Quỳnh là Nguyên Phương. Uyển Nhi. Bá phụ, Địch Nhân Kiệt, người ở phủ của ta cũng được vài ngày rồi. Ta cảm thấy ngươi là một chàng trai không tồi. Bá phụ quá khen. Vốn dự định là mấy ngày đến sẽ gả Thiên Nhi cho ngươi, lo điều cho xong chuyện hôn sự của cả hai. Nhưng hoàng thượng đột nhiên bảo rằng có chuyện quan trọng, ta cần phải ra ngoài xử lý gấp. Bởi vì ta công sự bận rộn, không thể phân thân ra được, nên tiến cử ngươi với hoàng thượng. Không biết ngươi có đồng ý thay bá phụ đi hay không? Được bá phụ ưu ái, Địch Nhân Kiệt sẽ không chối từ. Tốt, đợi ngươi từ bên ngoài trở về kinh thành, ta sẽ thay ngươi và Thiên Nhi tổ chức hôn sự. Đa tạ cha. Được, vậy con đi chuẩn bị trước. Để hắn đi cùng với ngươi. Đường xá xa xôi, có gì chăm sóc lẫn nhau. Cha, con cũng muốn đi. Con không thể đi, ta còn có chuyện tìm con. Vâng, vậy con đi thu xếp cho huynh ấy. Nữ nhi cáo lui. Đi. Nhưng Kiệt cáo lui. Địch Nhân Kiệt khấu kiến hoàng thượng. Địch Nhân Kiệt khấu kiến hoàng thượng.
chăm sóc hoàng thượng cho tốt. Hoàng thượng sao người lại? Các người hầu hạ không chu đáo, thật sự ghê tởm. Kỹ thuật đông doanh của nàng có phải mất hiệu lực rồi không? Không thể nào. Thật to gan, dám hợp mưu giết chẩm. Ngươi không phải là hoàng đế, ngươi là ai? Các ngươi có tà thuật đông doanh, ta có thuật dịch dung. Chẳng phải ta phái người đi phá án rồi sao? Sớm biết người mất trí nhớ là đáng ngờ, lúc đó nên đuổi cùng giết tận. Yêu nữ, nếu muốn người ta không biết, trừ phi đừng làm. Người dụ dỗ Hồ Công Công, lợi dụng tà thuật đông doanh, thao túng hoàng thượng, ý đồ đoạt giang sơn đại đường ta. Nhưng đáng tiếc, trời đất sáng tỏ, ta không thắng chính. Âm mưu của người sẽ không thành đâu. Đề đại ca, chẳng phải là người ngã xuống vách núi rồi sao? Người là người hay ma? Tiểu gia ta phúc lớn mạng lớn, tạo quá lớn, rơi xuống ngay cành cây tùng. Thật ngại quá, làm người thất vọng rồi. Thì nhi, cha. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Nhi, tên tiểu tử đó mất trí nhớ đều là giả. Hắn ở bên con là vì muốn tiếp cận cha. Hắn đã muốn giết cha. Không thể nào. Không thể nào. Thiên Nhi, cha có khi nào gạt con không? Xem ra khó tránh khỏi đến một trận rồi. Nếu như bây giờ ông có thể dừng tay, có lẽ ta sẽ niệm tình Thiên Nhi, tha cho một mạng. Nằm mơ đi. Nói như vậy, Quỳnh luôn gạt muội. Thiên Nhi, ta Quỳnh chỉ cần nói phải hay không phải thôi. Cha muội cùng với yêu nữ đông doanh lợi dụng tà thuật, âm mưu khống chế hoàng đế, đoạt lãnh thổ Trung Nguyên. Đủ rồi, không cần phải nói nữa.
cha, đừng làm hại huynh ấy. Thiền Nhi, đứa con ngốc, bây giờ con còn bảo vệ hắn ta. Hắn ta từ đầu đến cuối đều là đang gạt con. Con đừng có hồ đồ nữa. Con xem, hai người bọn họ mới là một cặp. Tiểu tử, ta thấy dốc người dáng dấp của người không tệ, qua đây quỳ xuống với lão nương, có lẽ ta có thể tha cho người không chết. Chi bằng ngươi lại đây ôm chân của đại gia ta, có lẽ ta có thể dẫn tha mạng cho người đây. Mỗi người ở đây đều sẽ bị trúng độc mà chết, sẽ sớm biến thành một tòa thành chết chóc thôi. Trung Nguyên sớm muộn sẽ là của quốc dương Đông Doanh bọn ta. Có thể người vẫn còn chưa biết đấy thôi. Phấn độc của người đã bị ta thay thế thành bột mì rồi. Người nói bậy, vậy chúng ta hãy cưỡi lừa mà xem sổ sách. Chờ mà xem. Cha, Địch Lai, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Địch Lai, cha, đừng đánh, đừng đánh nữa. Thiền Nhi, chăm sóc bản thân cho tốt. Cha, cha, cha. Địch Nhân Kiệt, ngươi đừng hòng để ta chết trong tay các ngươi.
Thiên Nhi, thật là nực cười. Người đàn ông mà ta yêu nhất đã giết người đàn ông thương yêu ta nhất. Chỉ là tình hình lúc đó khẩn cấp, ta không có lựa chọn nào khác. Nếu như giết ta, có thể hóa giải mối hận trong lòng cô nương, thì hãy ra tay đi. Thiên Nhi, địch nhân kiệt, ta hận quân.小镇惊现连环杀人案，厉鬼索命，人心再慌乱。大唐神探出手解危难，抽丝剥茧，终破最难案。欲知后事如何，且听下回分解。